Ngọc Hiền, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Bài giảng tiếp theo là giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Dạng 2, bài toán về chuyển động. Như bài giảng trước, thầy đã giới thiệu cho các em là 3 bước giải của bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục nhắc lại cho các em nắm để chúng ta trước khi chúng ta đi vào giải bài toán về chuyển động. Thì giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình thì gồm có 3 bước. Bước 1 là lập hệ phương trình. Trong bước 1 này chúng ta sẽ làm 3 nội dung rất quan trọng để lập được hệ phương trình. Đó là chọn ẩn và sách và đặt điều kiện cho ẩn. Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn. Dựa vào mối quan hệ giữa các đại lượng để lập hệ phương trình. Ở bước 1 này là bước then chốt mà chúng ta phải thực hiện được và đúng. Vì vậy cho nên yêu cầu các em phải đọc kỹ đề bài, sau đó chúng ta phân tích xem đề bài cho chúng ta những đại lượng nào, yêu cầu chúng ta tìm những đại lượng nào, và trong những đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm có mối quan hệ như thế nào để chúng ta biểu diễn chúng để lập được từng phương trình của hệ, tức là lập được 2 phương trình của hệ. Đây là một khâu then chốt cho nên chúng ta phải cần tập trung nghiên cứu cho kỹ và chúng ta làm cho thật tốt cái bước 1 này. Sau khi lập được hệ phương trình rồi thì chúng ta tiến hành giải hệ phương trình đã lập được. Thì chúng ta có thể giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số. Sau khi giải hệ phương trình xong thì chúng ta trả lời. Để trả lời thì chúng ta phải đối chiếu nghiệm vừa tìm được của hệ phương trình với điều kiện của ẩn mà chúng ta của bài toán. Sau đó chúng ta kết luận là nêu cái đáp số của bài toán đã yêu cầu chúng ta cần tìm. Đây là 3 bước giải của bài toán bằng cách lập hệ phương trình mà thầy nhắc lại để chúng ta nắm trước khi chúng ta đi vào dạng 2 bài toán về chuyển động. Về phương pháp giải bài toán về chuyển động thì để giải một bài toán về chuyển động chúng ta cần nắm những đại lượng như sau. Thầy gọi quãng đường là S, vận tốc là V, thời gian là T. Thì thông thường phải chúng ta phải kèm theo đơn vị. Đơn vị là đơn vị dài, và quãng đường là đơn vị dài. Đơn vị của thời gian, đơn vị của quãng đường là thường là người ta là sử dụng là km. Thời gian là giờ, như vậy vận tốc là phải là km trên giờ. Có khi người ta sử dụng đơn vị quãng đường là mét, thời gian là phút, thì đơn vị vận tốc là mét trên phút. Nếu quãng đường sử dụng thời gian là đơn vị là mét, thời gian là giây, thì đơn vị vận tốc là mét trên giây, tùy theo là bài toán người ta cho. Từ 3 đại lượng này thì chúng ta lưu ý có công thức sau đây. Đây là công thức vật lý. S bằng V nhân T, tức là quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Như vậy trong công thức này, muốn tính vận tốc thì chúng ta lấy quãng đường chia cho thời gian, tức là V bằng S chia T. Muốn tính thời gian thì chúng ta lấy quãng đường chia cho vận tốc, tức là T bằng S chia V. Đây là công thức vật lý. Hay nói bài toán chuyển động thì nó lượng thường nó liên quan đến là có thể nói là bài toán về vật lý. Ngoài ra đây là chuyển động chung sử dụng được trên đường bộ và đường thủy, tức là trên dòng nước. Ngoài ra trên dòng nước thì chúng ta cần lưu ý các đại lượng sau đây. Chuyển động trên dòng nước, thầy gọi vận tốc thực của cano hay là chuyển động trên dòng nước thì nó gồm có là cano, thuyền hoặc là tàu. Ở đây thầy gọi một đại diện đó là cano. Gọi vận tốc thực của cano là VT, đơn vị là km trên giờ. Vận tốc của dòng nước là VN, đơn vị là km trên giờ. Ở đây vận tốc thực của cano tức là gì?
vận tốc của cano khi nước yên lặng, tức là vận tốc nước bằng không, thì vận tốc thực nó là khi nước yên lặng, tức là vn bằng không. Đối với là cái như là vận tốc thực và vận tốc nước nó có, đối vận tốc nước khác không thì chúng ta sẽ có vận tốc của cano khi xuôi dòng thì gọi là vxy, thì bằng vận tốc vt cộng vn, tức là vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực cộng vận tốc nước. Tức là khi mà cano chuyển động thì có nước đẩy thêm nữa, cho nên là vận tốc xuôi dòng bằng vận tốc thực cộng vận tốc nước. Từ đó chúng ta suy ra vận tốc thực sẽ bằng vận tốc xuôi dòng trừ cho vận tốc nước, tức là vt bằng vxy trừ vn. Vận tốc của cano khi ngược dòng là vnd thì bằng vt trừ vn, tức là bằng vận tốc thực trừ cho vận tốc nước. Tức là khi trong thực tế thì khi cano chạy ngược dòng thì bị dòng nước đẩy lùi lại, đẩy cản lại, cho nên là vận tốc ngược dòng nó sẽ bằng nhỏ hơn vận tốc thực. Cho nên nó sẽ bằng là vận tốc thực trừ vận tốc nước. Với điều kiện ở đây là vận tốc thực, các em lưu ý điều kiện vận tốc thực phải lớn hơn vận tốc nước. Nếu vận tốc thực bằng vận tốc nước thì cano dù chạy như thế nào, nổ máy hết ga nhưng cano vẫn là không di chuyển được, nó vẫn là ở ngay vạch xuất phát. Nếu vận tốc thực bé hơn vận tốc nước thì cano sẽ bị nước là đẩy lùi về sau chứ không thể lên trước được. Trừ trường hợp này là trường hợp khi mà dòng nước lũ thì nó sẽ trôi cano đi, thì cano sẽ trôi từ đầu nguồn xuống cuối nguồn, thì vận tốc thực bé hơn vận tốc nước. Nhưng trong thực tế yêu cầu chúng ta lưu ý thông thường là vận tốc thực phải lớn hơn vận tốc nước. Từ đó chúng ta suy ra vận tốc thực sẽ bằng vận tốc ngược dòng cộng cho vận tốc nước. Bây giờ cộng từng vế của hai cái phương trình trên, cộng từng vế của hai phương trình trên thì chúng ta suy ra vận tốc thực sẽ bằng vận tốc xuôi dòng cộng vận tốc ngược dòng chia 2. Các em chú ý vận tốc thực bằng vận tốc xuôi dòng cộng vận tốc ngược dòng chia 2. Rồi vận tốc nước sẽ bằng vận tốc xuôi dòng trừ vận tốc ngược dòng chia 2. Đây là các công thức và các đại lượng mà chúng ta cần nắm để giải bài toán chuyển động. Chuyển động trên đường bộ thì chúng ta áp dụng ba công thức trên, V, S, V, T ở trên. Còn chuyển động dưới dòng nước, ngoài áp dụng ba công thức trên, chúng ta cần áp dụng các công thức ở dưới này, 6 công thức dưới chúng ta cần lưu ý, chúng ta vận dụng. Vấn đề chú ý là chúng ta đối với vận chuyển động dưới dòng nước mà có vận tốc thực và vận tốc nước thì điều kiện chúng ta phải đặt là vận tốc thực phải lớn hơn vận tốc nước. Bây giờ chúng ta đi vào bài ví dụ cụ thể. Ví dụ 1 là ví dụ 2 ở trong sách giáo khoa trang 21, đề bài có nội dung như sau. Một xe tải đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ. Quãng đường dài 189 km. Sau khi xe tải xuất phát 1 giờ, một chiếc xe khách bắt đầu đi từ thành phố Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh và gặp xe tải khi đã đi được 1 giờ 48 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km. Chúng ta đọc và chúng ta tóm tắt đề bài ở trên này. Đây là chúng ta nhìn hai xe. Một xe đi từ thành phố Hồ Chí Minh là xe tải, còn một xe đi từ thành phố Cần Thơ. Như vậy hai xe này đi trên một tuyến đường, đi cùng một tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đến Cần Thơ. Nhưng mà gì? Xe tải đi là từ thành phố Hồ Chí Minh, còn xe khách đi từ thành phố Cần Thơ. Như vậy hai xe này đi ngược chiều nhau và chúng gặp nhau tại một cái địa điểm trên giữa khoảng đường này. Ở khoảng giữa quãng đường này. Vấn đề mấu chốt là chúng ta phải đọc và phân tích đề bài. Và đề bài ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính vận tốc của mỗi xe. Như vậy là chúng ta phải tính vận tốc của xe tải và vận tốc của xe khách. Như vậy như thầy gợi ý
là ở các bước giải thì chúng ta chọn ẩn là vận tốc của xe tải và vận tốc xe khách và mối liên quan của nó, và chúng ta tiến hành thực hiện như sau. Trước khi để giải bài toán chuyển động thì thông thường các em phải lập cái bảng để chúng ta hình thành biểu thị các đại lượng trong đề bài trên một cái bảng để chúng ta dễ nhận ra và dễ lập được hệ phương trình. Ở đây thì ở đối với bài toán này thầy sẽ lập cái bảng gồm có loại phương tiện, thì ở đây gồm có xe tải, xe khách và phương trình lập được. Còn bên đây các đại lượng mà có liên quan đó là vận tốc, đơn vị là tính bằng km trên giờ, thời gian là tính bằng giờ và quãng đường tính bằng km. Bây giờ chúng ta thực hiện cái bước 1 bằng cách chúng ta biểu diễn trên bảng, nhưng mà do thời gian có hạn cho nên thầy là vừa biểu diễn trên bảng và thầy biểu ghi lời giải luôn ở bên tay trái này luôn. Chúng ta chú ý. Đầu tiên là chúng ta chọn ẩn. Đầu tiên thầy chọn x, gọi x là vận tốc của xe tải. Như vậy đơn vị là x là vận tốc, x là km trên giờ. Điều kiện là x phải lớn hơn 0. Gọi vận tốc xe khách là y. Gọi vận tốc xe khách là y. Km trên giờ, điều kiện y cũng lớn hơn 0. Theo đề bài thì người ta cho là mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 13 km. Như vậy dần lấy vận tốc xe khách trừ cho vận tốc xe tải sẽ bằng 13, cho nên ta có phương trình y trừ x bằng 13. Như vậy chúng ta có phương trình thứ nhất. Bây giờ chúng ta tiếp tục là đối với là cái đại lượng về vận tốc thì chúng ta có được cái phương trình thứ nhất. Bây giờ thầy dựa còn hai đại lượng thời gian và quãng đường để thầy tính để thành lập cái phương trình thứ hai. Bây giờ chúng ta xem coi thời gian xe tải đi. Các em nhìn ở cái bảng tóm tắt này, cái hình này. Nó đi trước là xuất phát trước 1 giờ. Rồi sau đó đi thêm là 1 giờ 48 phút. Như vậy thời gian của xe tải đi là 1 giờ cộng 1 giờ 48 là 2 giờ 48 phút. Đổi ra sẽ bằng 14 phần 5 giờ. Như vậy trên bảng thầy điền là 14 phần 5 giờ. Như vậy quãng đường xe tải đi là lấy là gì? Thời gian nhân với vận tốc hay là vận tốc nhân với thời gian thì được là 14 phần 5x. Đơn vị là km. Rồi tiếp tục như vậy là đối với xe tải. Bây giờ chúng ta xem coi xe khách đi là bao nhiêu giờ, là 1 giờ 48 phút. Chúng ta đổi ra thì sẽ bằng là 59 phần 5 giờ. Như vậy thời gian xe khách đi là 9 phần 5 giờ. Rồi quãng đường thì bằng là 9 phần 5 nhân với y km. Theo đề bài thì chúng ta thấy là quãng đường xe tải đi và quãng đường xe khách đi cộng lại thì bằng quả quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ, như vậy bằng 189. Cho nên chúng ta có cái phương trình thứ hai, đó là 14 phần 5x cộng 9 phần 5y bằng 189. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta lập được hệ phương trình y trừ x bằng 13, 14 phần 5x cộng 9 phần 5y bằng 189. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bước 1. Nhờ bước 1, nhờ cái bảng này chúng ta hoàn thành được bước 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang bước 2, đó là giải hệ phương trình. Thầy giải hệ phương trình vừa tìm được bằng phương pháp thế. Từ phương trình thứ nhất, ta biểu diễn y theo x thì y sẽ bằng x cộng 13. Rồi phương trình thứ hai là nhân hai vế cho 5 thì thầy được là 14x cộng 9y bằng 945. Thế y vào phương trình thứ hai thì được 14 cộng 9 nhân x cộng 13 bằng 945. Tiếp tục nhân 9 vào thì ta được là 14x cộng 9x cộng 117 bằng 945. Rút gọn tiếp thì bằng 23x bằng 945 trừ 17. Và 23x sẽ bằng 828. Như vậy x sẽ bằng 828 chia 23 thì bằng 36. Thế x bằng 36 vào thì tìm được y bằng 36 cộng 13 bằng 49. Và thầy viết lại
là x bằng 36 và y bằng 49 chính là nghiệm của hệ phương trình. Bây giờ chúng ta thực hiện bước 3, so sánh nghiệm với điều kiện x bằng 36, y bằng 49 đều lớn hơn 0, cho nên thỏa mãn điều kiện của bài toán. Nên kết luận, vậy vận tốc xe tải là 36 km/h, vận tốc xe khách là 49 km/h. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em xong ví dụ 1. Chúng ta sang ví dụ 2. Một cano đi xuôi dòng từ bến A đến bến B và lại đi ngược dòng từ bến B về bến A ngay. Biết rằng thời gian cano xuôi dòng 5 km bằng thời gian cano đi ngược dòng 4 km và vận tốc của dòng nước là 4 km/h. Tính vận tốc thực của cano. Như vậy chúng ta quan sát cái hình đều đề bài rồi chúng ta tóm tắt. Các em lưu ý là chúng ta thấy thời gian xuôi dòng 5 km bằng thời gian ngược dòng 4 km. Vận tốc dòng nước là bằng 4 km/h, tính vận tốc thực của cano là thầy ký hiệu là VT. Như vậy ở đề bài này người ta chỉ hỏi có tính vận tốc thực, nhưng mà để lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì phải có hai ẩn. Do đó thầy không chọn ẩn số là vận tốc thực mà thầy chọn ẩn số là vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng. Giải cụ thể như sau. Gọi vận tốc xuôi dòng là x km/h, điều kiện x phải lớn hơn 4, tức là lớn hơn vận tốc nước. Gọi vận tốc ngược dòng là y km/h, điều kiện y phải lớn hơn 4. Thời gian xuôi dòng 5 km là lấy 5 chia x, đơn vị là giờ. Thời gian ngược dòng 4 km là 4 chia y, đơn vị là giờ. Do là thời gian xuôi dòng 5 km bằng thời gian ngược dòng 4 km, cho nên suy ra 5 chia x bằng 4 chia y, và rút gọn chúng ta được phương trình thứ nhất, đó là 4x trừ 5y bằng 0. Đó là phương trình thứ nhất. Mặt khác, ta có là vận tốc xuôi dòng trừ vận tốc ngược dòng chia 2 chính bằng vận tốc nước, tức là x trừ y chia 2 bằng 4. Chúng ta nhân 2 lên thì chúng ta được cái phương trình x trừ y bằng 8 là phương trình thứ hai. Từ phương trình 1 và phương trình 2 ta lập được hệ phương trình 4x trừ 5y bằng 0, x trừ y bằng 8. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bước 1. Giờ bước 2 chúng ta giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế. Từ phương trình 2 chúng ta biểu diễn y theo x, y sẽ bằng x trừ 8. Thế vào phương trình thứ nhất thì được là 4x trừ 5 nhân với x trừ 8 bằng 0. Tiếp tục rút gọn phương trình thứ nhất. 4x nhân cho là trừ 5 nhân x là trừ 5x, trừ 5x là cộng cho 4x là bằng trừ x. Trừ 5 nhân trừ 8 là bằng cộng 40, chuyển vế qua là trừ 40. Như vậy trừ x bằng trừ 40, cho nên x bằng 40. Thế x bằng 40 vào thì y sẽ bằng 40 trừ 8 thì bằng 32. Như vậy x bằng 40, y bằng 32 là nghiệm của hệ phương trình. Bây giờ chúng ta thực hiện bước 3 là so sánh với x bằng 40, y bằng 32, thỏa mãn điều kiện x, y lớn hơn 4. Cho nên chúng ta kết luận, để tính được vận tốc thực của cano thì chúng ta lấy vận tốc của xuôi dòng trừ cho vận tốc nước, tức là bằng 40 trừ 4 bằng 36. Vậy vận tốc thực của cano là 36 km/h. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em xong hướng dẫn các em sẽ giải xong cái bài toán ở ví dụ 2, cũng là bài toán về chuyển động, nhưng bài toán này là chuyển động trên dòng nước, tức là ở đường thủy chứ không phải là đường bộ. Như vậy qua hai ví dụ, ví dụ 1 thì chúng ta chuyển động trên đường bộ, ví dụ 2 chuyển động trên đường thủy, chúng ta đã thầy đã hướng dẫn cho các em xong hai cái bài toán mẫu để giải bài toán về chuyển động. Mong rằng các em áp dụng để chúng ta giải các bài toán trong sách giáo khoa, trong sách bài tập và các bài toán sách tham khảo. Bài giảng đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.